Thưa quý vị và các bạn, ngày 11 tháng 10, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại Nguyễn Trọng Nghĩa chủ trì hội nghị trực tuyến nghiên cứu triển khai kết luận số 57 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Loại tắt là kết luận 57. Trọng tâm hội nghị đánh giá kết quả công tác thông tin đối ngoại trong 10 năm qua và quán triệt quan điểm, mục đích, nhiệm vụ, giải pháp của kết luận số 57. Hội nghị được kết nối với hơn 2.000 điểm cầu, các địa phương, đơn vị. Dự tại điểm cầu tỉnh Công Tum có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy A Bết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Y Ngọc. Sau 10 năm triển khai kết luận số 16 ngày 14 tháng 2 năm 2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, công tác thông tin đối ngoại có những bước phát triển, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Kết luận số 57 của Bộ Chính trị ra đời nhằm mục tiêu tăng cường tuyên truyền, quảng bá về đất nước Việt Nam, hòa bình, hữu nghị, hợp tác phát triển, qua công tác thông tin đối ngoại, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, góp phần triển khai có hiệu quả đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước. Hội nghị quán triệt các nội dung cốt lõi của kết luận, nhấn mạnh một số điểm mới trong nội hàm quan điểm đồng thời hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện kết luận số 57 với 5 nhóm giải pháp về nâng cao nhận thức, hiệu quả quản lý, phối hợp về nội dung, thông tin đối ngoại, phương thức, nguồn lực, nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các đại biểu được phổ biến các chuyên đề như nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại của Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới cục diện thế giới, khu vực và những vấn đề đặt ra đối với công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhất trí với các ý kiến tham luận tại hội nghị để triển khai hiệu quả kết luận số 57 của Bộ Chính trị. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các cấp ngành, cơ quan đơn vị nâng cao vai trò trong công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc tuyên truyền sâu rộng quan điểm, mục tiêu của kết luận đến cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân và kiều bào ở nước ngoài tùy vào điều kiện của mỗi cơ quan đơn vị thực hiện kết luận năm bảy theo phương châm chủ động linh hoạt sáng tạo đặc biệt kiên quyết đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc luận điệu sai trái của các thế lực thù địch xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đảm bảo an toàn thông tin đối ngoại riêng ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại các cấp cần ra soát kiện toàn lại ban chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại đồng thời đổi mới nội dung phương thức thông tin đối ngoại ứng dụng chuyển đổi số và đa ngôn ngữ để tạo sự hấp dẫn trên các sản phẩm khi đưa đến bạn bè quốc tế